Chào mọi người, hôm nay mình muốn nói về một chủ đề khá nhạy cảm, ly hôn. Nhất là khi gia đình có con cái, mọi chuyện lại càng trở nên phức tạp. Hãy thử tưởng tượng nhé, một cặp vợ chồng hạnh phúc sống cùng đứa con nhỏ. Họ chia sẻ tiếng cười, ước mơ và cùng nhau xây dựng tương lai. Nhưng thời gian trôi qua, những bất đồng nho nhỏ dần biến thành cãi vã hàng ngày. Có thể vì tính cách hai người không còn hợp nhau nữa. Cụ thể, họ tranh cãi, xung đột và dường như không thể tìm được tiếng nói chung. Rồi một ngày, họ quyết định ly hôn là cách tốt nhất. Đôi khi, ly hôn có thể mang lại cuộc sống hạnh phúc hơn cho cha mẹ. Họ tìm được người mới, bắt đầu một khởi đầu mới và cảm thấy bản thân như được làm mới. Nhưng còn đứa trẻ bị kẹt ở giữa thì sao? Trong cơn bão ly hôn, hạnh phúc của con cái thường bị bỏ qua. Thậm chí, có những trường hợp cha mẹ quá mải mê với cuộc sống mới mà không muốn gánh vác trách nhiệm nuôi con. Hãy thử tưởng tượng, việc phải đưa ra quyết định đau lòng là gửi con mình vào trại trẻ mồ côi vì cả cha lẫn mẹ đều không muốn nhận trách nhiệm. Thực tế này phổ biến hơn bạn nghĩ đấy. Trong khi cha mẹ có thể bước tiếp và tìm thấy hạnh phúc mới, đứa trẻ phải vật lộn với cảm giác bị bỏ rơi, bối rối và cô đơn. Ở trong trại trẻ mồ côi, đứa trẻ mất đi cảm giác gia đình, sự ấm áp của tình yêu thương từ cha mẹ và môi trường ổn định đầy ắp tiếng cười. Không chỉ là những tổn thương tâm lý trước mắt, mà những ảnh hưởng lâu dài cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Những đứa trẻ này thường gặp khó khăn trong việc xây dựng các mối quan hệ, tin tưởng người khác và duy trì sức khỏe tinh thần. Chúng mang theo vết sẹo từ quyết định của cha mẹ suốt cuộc đời. Là cha mẹ, chúng ta cần phải cân nhắc những hậu quả này trước khi đưa ra quyết định thay đổi cuộc sống. Vâng, ly hôn có thể mang lại sự nhẹ nhõm và hạnh phúc cho cha mẹ. Nhưng điều quan trọng là phải nghĩ đến đứa trẻ, người không hề có tiếng nói trong chuyện này. Trước khi quyết định cuối cùng, hãy tự hỏi, liệu có còn cách nào khác để giải quyết những bất đồng này không? Tìm kiếm sự trợ giúp từ chuyên gia tư vấn hay người hòa giải có thể thay đổi được gì không? Và nếu ly hôn là điều không thể tránh khỏi, làm thế nào để cả cha lẫn mẹ đều có thể đảm bảo đứa trẻ cảm thấy được yêu thương và an toàn? Hãy nhớ rằng, hạnh phúc không chỉ là cho riêng bản thân mình, mà còn là đảm bảo tương lai của con bạn luôn tươi sáng và tràn đầy tình yêu. Bởi vì suy cho cùng, con cái là trách nhiệm lớn nhất của chúng ta. Đừng để chúng phải thất vọng nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định có thể ảnh hưởng đến nhiều cuộc đời, không chỉ riêng bạn.